Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoa Hồng Family Cuộc Sống Thủy. Thì bây giờ sẽ từ nhà của chị Ly để mình đi lên ra nhà của chú Dũng, ba của chú Dũng, rồi đi tham quan vòng vòng ở Orlando, những cái chợ hoặc là những cái nhà hàng sao như thế nào trên đường, đoạn đường đi sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Rồi chạy, xong chưa? Chị chuẩn bị chưa? Đi con. Mình đi cửa kia chứ không đi cửa này. Đi qua cửa này nha con, cửa này nè. Mẹ tỉnh được không mẹ? Tỉnh được không? Mẹ tỉnh được không à? Mẹ té luôn, Chúng nhờ té luôn á. Chúng nhờ té luôn. Linh theo cái iPad. Linh theo cái iPad để làm gì? Để hết video. Ồ, gửi thêm một pin nữa, có cái gì hết pin nữa chứ mày. Đó, camera, quay vlog là phải vậy đó các bạn ơi. Đây, đem một pin. Đó, để hết pin. Very smart. Trời đất ơi. Vợ của đi quýnh mà. Okay, I'm gonna go put, put some cologne on as well. Oh, okay. Okay. So, here you go, baby. Okay, okay. Hi. Ý con đi qua mà. Đi Chay, Chay đi với lại mẹ. Chay đi với mẹ với ba, ha. Với dì Ly, với cậu Chu Nhờ. À, cô Hương với lại chú Dũng là đi với mẹ với ba là đi bên xe kia chú Dũng. Vậy là gia đình mình đi bên đây hả rồi chị? Em với chị ngồi sau, anh Dũng với thằng Công rồi. Let's go. Rồi. Let's go chị kìa. Apple. Chú Nhờ. Dạ dạ không, em sợ anh để chân không được, em để đồ tùm lum hết rồi. Mới nhìn tưởng màu đen nhưng mà màu xanh. Màu xanh đậm, Ủa dạ, để bỏ cái à. Không ăn candy đó nha. Rồi lên ghế ngồi, tự động bước lên ghế ngồi cho mẹ. Đây thì gia đình đang, trời ơi nó rành lắm. Kêu nó nhỏ nhỏ là nó nhỏ liền. Mới chạy từ hồi nãy giờ Ngọc ngồi Ngọc edit xong cái video clip thì chỉ còn 13 phút nữa là tới nhà của ba chú Dũng. Mình đi xuống ở đây giống đi xuống downtown Orlando với chị. Dạ đúng rồi không? Còn có 13 phút nữa à? Vậy là từ nhà chị xuống downtown Orlando gần chứ? Em đi quay 20 phút. Dạ. Thì cái gì đó tính nói gì quên mất tiêu. Chị Ly với lại chú Nhờ thì đi chung với Ngọc, còn mẹ với ba thì đi chung với xe chú Dũng, đi hai xe cho nó tiện. À. Đây nè mọi người, nhìn thấy cho mọi người thấy cái đâu. Chị còn ở đây là cách cách cái gì đó. Disney bao xa? Cũng từ đây đó, từ đây mà xuống đi đi Disney nữa. Nửa tiếng nữa. Là tới Disney, Disney World. Là lớn lớn nhất ở Mỹ ha. Disney World là mai mốt chay là còn cho chay thêm mấy tuổi nữa, chay lớn mới cho chay đi cô chú ơi. Giờ thấy còn nhỏ quá, Ngọc chưa có cho muốn đi. Bây giờ đi gần cũng gần đó chứ. Downtown Orlando. Chị có hay đi xuống đây đi ăn được không chị à? Downtown đúng rồi, Downtown Orlando đó. Giống y chang như ở dưới Fort Lauderdale của Ngọc, có Downtown Fort Lauderdale của các bạn. À, qua một cái cây cầu vượt nè. Cái cầu vượt này dữ à. Vượt này đúng vượt luôn á. Mới làm hả chị, cầu mới hả? Dạ. À, qua cái cầu vượt này là 10 phút nữa tới nhà của ba chú Dũng rồi. Nào giờ Ngọc cũng chưa có gặp ba của chú Dũng. Chỉ có ba Ngọc á là biết ba của chú Dũng, tại vì hồi ngày xưa là ở chung nhà rồi gần sớm á, nên là lâu lúc. Dạ. Hồi đó là ba em với chú Dũng biết nhau năm ba em mới có 22-23 tuổi à. Ở chung sớm, anh xem ở chung sớm xong rồi đi làm ăn chung với nhau luôn á. Đó là biết nhau lâu tới mức độ vậy đó. Dạ, ba chú Dũng em không biết là ba chú Dũng còn nhớ ba em không nữa. À, nên là rất là vui cho cái cuộc hội ngộ này. Có hồi nãy là em nửa đường thì quên nửa đường. We feel bad for you every time you go, you don't want to drive or that car. What's that? Every time you and her travel, you don't want to drive.
I don't want to drive? You don't want you to drive. You are the one who drives. Oh, I am the one who drives. Yes. Oh, yeah. Every time travel. It's okay. At least now I'm not traveling for somebody else. It's only for us. So I'm happy for it. We travel for food. Dạ, con chào bà. Dạ. Ôi, đất ơi. Gặp phải nhớ liền phải không? Dạ. Chú nè. Ôi, ba chú Dũng còn trẻ quá vậy. Chú Dũng, ông còn trẻ vậy chú Dũng? Wow. Dặm tre đúng rồi. Dạ, con chào ông. Con gái của con. Đây rẻ. Dạ. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Con gái con ở gần cửa nhà của Dũng đây. Dạ. Rể của con. Dạ chồng con. Dạ. Dạ. Bây giờ bên Chicago chú. Dạ. Dạ dạ. Con ở qua bên nhà trời. Trời ơi con kìa, con nó đi kìa, nó đi mẹ ly bồng nó vô, dẫn nó vô kìa. Vậy được rồi. Vậy được rồi chứ không được ai được. Quá ngon rồi. Được rồi sao? Làm chơi là dữ trước à. Giỏi ghê chưa đó. Sợ chơi là dữ trước. Con mày đi chùa. Nói là chắc mày đi chùa đi chạy ra chùa chơi. Nói chuyện. Dạ. Nó kêu nó gọi mà mình nói ra chuyện nó không nó gọi hai ba lần mà hỏi không nói gì hết trơn. Dũng á. Dạ. Chú Dũng ông ơi làm bất ngờ lắm. Thầy có điện thoại đặc biệt quá khó khổ lên đó ấy đó. Hả? Dạ, không phải. Ai vậy? Cái gì vậy? Dưới. À, không. Vô trong chị. Vô trong. Hả? She wants to know where the toys are. Oh, there's no, the toys inside the house. Wanna go? Go wanna go inside? Đi vô nhà đi, có đồ chơi trong á. Đúng rồi, cái bếp ở đây là mình nấu ngoài đây là mình không có hơi nhà nè. Giữa là toilet hai bên hai đầu phòng, đủ đầy nấu ăn. Ủa, ngon. Bà ở Việt Nam à. Đây. Đây nè, ngồi kế bà ngoại. Ngồi kế ngoại, ngồi bà ngồi kế bà ngoại bà lấy cho. Ngồi kế ngoại bà ngoại lấy cho. Cái gì con? Đồ chơi hả? Con nghe nói gì bị cái tim đó phải không? Ừ, thay dạ. hai lần. Dạ, con có nghe nói, nghe Dũng nói. Thay hai trái tim. Dạ, thay hai trái tim luôn. Ồ, thay hai trái tim luôn hả? Hai trái tim luôn. Tim điện tử. Hai cái máy. Dạ. Dùng thêm cỏ sáng. Gắn máy đó luôn hả chú? Dạ. Còn đá banh được luôn. Dạ, để đi thân. Lâu quá không? Lâu quá chú, mấy chục năm rồi con mới gặp lại chú. Mục đích của con á là nói với Dũng là chạy xuống thăm cô chú. Dạ, không biết thôi chứ biết ở đây thì chạy xuống thăm. Cái gì cũng tình nghĩa chú cháu mình mấy chục năm rồi. Đó. Dạ, chú chú khỏe nha. Chú cháu đồng với con cháu sử dụng ngày nào đây ngày nào hai ngày đó chú ha. Em con qua tới đây mà con đang thăm chú vậy con cũng mừng lắm rồi. Dạ, mấy chục năm trời rồi, gần 30-40 năm rồi chú cháu mới gặp lại đây. Dạ, mừng quá luôn. Khỏe mạnh thì cũng quá trời rồi. Chạy vô chậm được không? Chạy vô sân được không? Được rồi. Được chứ sao không được. Mẹ đi ơi, mẹ đi chơi không? Chúc sức khỏe vợ đi. Bây giờ cũng như là thăm ông xong rồi, bây giờ sẽ đi ra chợ các bạn. Chú Dũng nói là đi ra chợ này nè, chợ này gọi là gì, chợ Tân Tiến gì nè, cách đây 21 phút lái xe. Trời ơi, chay mẹ Ly dẫn chay đi vòng vòng nè. Dạ, đi con đi vô chào ông chào bà đi rồi đi nè. Bye bye ông.
Bye bye ông, bye bye bà, khoanh tay lại nha. Rồi đi chở. Che cho mình với chị đi. Đẹp quá. Trời, nắm tay nữa. Có quen không? Có quen không? Hả? Có quen không? Trời ơi, dẫn đi đâu hả? Trời ơi. Đi con. Chị đi về mà, máy bay chị đi về mà. Dạ rồi, em chào chị. Dạ. Đây nè mọi người ơi. Thì bây giờ tới cái khu này á, là nghe nói là bánh mì ở ở đây là ngon nhất khu này. Baby did you lock the car? Nói bánh mì Cali. Cái này gọi là bánh mì Cali. Không biết cái bánh mì này có phải là bánh mì hồi bữa cái chị cho con ăn không biết. Được chứ. Ở trong đây người ta chắc người ta có bánh mì không nữa. Dạ. Ở trong đây thì có nguyên một cái trip mall của người châu Á mình luôn, vừa chợ vừa nói chung là thấy nhiều đồ lắm, nhà hàng rồi này kia. This is where they make the money. You see all the money. No, he didn't have a 17. Over there, I'm going to go out. Chay nó hửi cái mùi này không được. Tối nay anh mới đi gì? Bánh mì gì con? Bánh mì đặc biệt. Bánh mì đặc biệt. Mì xá xíu cũng có. Bánh bao không? Bánh bao không? Mới cho mẹ cho ba ăn. Chợ Korea. Ủa, chợ Korea đâu chứ không? Korea ngoài đường này. À, chợ Korea. Big one, you love không? It. Big. Ờ, vậy đi chợ Korea đi. If you want sashimi, they have everything. Ừ. Đi chợ Korea coi có đem gì về bên kia được không? Thôi, đó, con ngồi vậy đó. Ngồi chợ mì vậy đó, đi như là... Việt Nam hả? Việt Nam hả? Việt Nam vậy đó. Đi xe khách đi ngồi chợ bánh mì.
thời mà mình đi xe đò không? Không, bánh mì good. Thời mà đâu có xe cộ gì đâu, đi toàn đi xe đò không. Cái thời mình đi xe đò có nói thiệt chứ, thời đi xe đò cũng mệt lắm. Sao mắc tiểu mà đâu dám bị tiểu đâu. Cái đó nói thiệt á, cũng như nhảy vô ranh luôn. Nhảy vô ranh mà. Hả, có nhảy vô ranh hả? Mà có chỗ xe đò tao đâu có dừng lại cho mình đi đâu. Ngon không con? Đừng kể kỹ quá. Mẹ không có chỗ đi tiểu rồi, được rồi mẹ kể. Ồ, cái miệng đau hả? Ồ, bánh mì mềm dẻo đã lắm, giòn lắm. Hình như cái chỗ này là cái chỗ bánh mì mà hồi bữa có cái chị Lan gần nhà, chị bạn chỉ đi lên đây là mua tặng cho Ngọc nè. Rất ngon. Dạ. Ngon ghê luôn, Việt Nam luôn. Vui ha. Lên đây ăn được bánh mì Việt Nam cũng vui. Ba vui không ba? Vui. Ăn bên kia thôi con, nha cái bên kia thôi. Nhà ba anh Dũng, nhà ông nội bà nội nó là gần mo luôn, gần mo lớn luôn. Dạ. Nhà nãy á Ngọc. Ông bà nãy là lớn, mo lớn lắm. Phải không? Mo bự. Ông là thay gì? Mo Vĩnh Dũng. À? Mo gần nhà ba. Mo chủ mo bự. Mo giống mo ông là gần nhà mình không? Bự vậy không? Bự hơn luôn. Dữ rồi hả? Không ăn nữa hả? Ủa hả? Mười lăm ổ, muốn 15 ổ mì, 7 người ở đây ăn, xong rồi đem 8 ổ về, được tặng thêm ổ nên thành 9 ổ, quá trời luôn. Hồi xưa là mua 5 tặng 1, bây giờ cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? À, hồi xưa mua 5 tặng 1, mua 10 phải tặng 2 chứ. Ừ. Giờ hết rồi, giờ mua 10 tặng 1. Chút là đi vô chợ Đông Phương nó chơi, chợ nó bán đồ tàu. Ngon quá rồi, ngon ghê. Cái món để vào ngoài lạnh. Mì không ngon dễ sợ. Ủa lạnh hả? Lấy áo trùm con đúng không? Rồi đúng rồi, cởi áo trùm. Bà ngoại mới nói bà ngoại lạnh gì nó lạnh đâu, bà ngoại cởi áo liền. Thấy chưa? Kéo rồi, bà cởi vô cho chay. Thấy chưa, nãy chị mà bắn quần sọt rồi. Đi giờ mình đi vô. Xong chưa, đi cầm vô mày coi lấy bánh mì cầm vô. Chưa, lấy liền không? Chưa. Chưa qua bệnh. Chắc xong rồi đó. Đúng rồi, nó có đem máu lạnh theo không chị? Không. Nãy em nói nè, nó trời ra chiều là lạnh. Rồi đây bánh mì đây, phát cho mọi người ngộ. Giúp đi xe bớt hả? Phát đây cho mọi người ngộ, 2.000 một bổ mọi người ơi. Mày đây. Bánh mì. Chú Dũng nè. Chúc ăn hả? Thôi giờ ăn luôn đi, ăn luôn cho nóng đi. Phát cho ngồi ăn cho nóng luôn đây. Ngồi đi ăn luôn hả? Mì tập cẩm hả? Rồi ok, ngồi đi ăn luôn ha. Ngồi ăn luôn đi. Để lên xe rớt đầy xe. Xe lên xe đi, chạy xe nó lạnh. Ba nó biết chạy xe này cho nó. Mẹ ăn đi mẹ. Trời ơi, ổn mì nè, chắc hai người ăn. Ổn rồi, đây ngủ đi. Giờ mình nhờ ăn chứ, ăn xe rớt. Đúng không, cắt đi. Hai người ăn ngủ. Hai người ăn ngủ. Lên xe đấy. Tôi dung công ai ngủ được rồi. Cho anh gôn là khó. Chứ không biết bánh mì ấp thế. Fine. Hai anh em mỗi người nữa ổ à. Ăn thử rồi mẹ, con với mẹ mỗi người nữa ổ. Rồi, con với ai? Con với chú Dũng. Rồi đâu? Chú Dũng với ba con rồi. Ổ hả? Hai người tình cảm. Không, cô với chị Ly đây, cô chị Ly. Quên. Chị Ly nữa, chị Ly làm cameraman quên chị Ly. Rồi, tình cảm ở đâu là tình cảm ơi? Ở bánh mì. Tình cảm là nằm trong ổ bánh mì. Để chay không? Chay với ba nó bỏ luôn nữa ổn. Đây đưa mẹ xém giấy mà cầm. Rồi. Cũng vui. Đó đi vậy mới vui nè. Được không ba, bánh mì được không ba? Được. Thì tôi thấy là nè em chị. Chưa ăn bánh nữa. Bánh mì ăn cái gì? Chưa ăn đâu mẹ. Chúc mừng nè. Chị bảy xem nè. Bánh mì của mẹ nè, thấy không? Bánh mì của mẹ có ớt nữa đây nè. Đó, trời cái rồi, first bite. Rồi, mời mọi người nha. Rồi, xin mời đại gia đình ăn bánh mì với mình nha. Với gia đình mình nha. Đây nè, bánh mì Cali nè. Nghe từ nào giờ nó nghe nói bánh mì Cali. Mì voi nè. Nhưng mà không có biết bánh mì. Dạ, chưa đói bụng con. Để rắc, để con ăn trước đi, con cầm con quay. Mì voi đa mà cái tiệm tên Cali. Nha hả?
Nói chung á là cho cái bánh mì người ta làm nó ngon. I asked them to no pickle, but they put everything in here, so gotta look. This, you know, I think you can eat one only because no pickle. Cái đó là cũng đồ chua người ta cho riêng, để giờ mình bỏ riêng đó mẹ. Cái nào chưa ăn thì người ta cho đồ chua. What rubber bands did you guys have? What do you mean, what rubber band? You can eat any of them. I think you should get a red one. Didwin, you see, I think yours is the red one. But yellow, everybody have yellow rubber band. Two red. Two red, I mean it's yours. Get a red one. No pickle. There's three of them. Oh. Whatever. Try it. You don't like the pickled vegetables? No. Rồi bây giờ mọi người sẽ vô tới chợ Hàn Quốc để tham quan xem chợ Hàn Quốc ở đây như thế nào ha. Bữa nay chưa bao giờ đi chợ đông như thế này nha. Thường thường đi chợ 2-3 người là dữ, rồi bữa nay đi chợ quá trời đông luôn. Hả chơi ha. À, bà Hương có cái áo mịn phải không? Để bà Hương bồng để sờ cái áo mịn của bà Hương phải không? Giờ đi bự hết bạn ha. Chưa gì là thấy rộng quá bự rồi đó. Ở trong đây còn có quán ăn nữa nè. Tiệm ăn được không? À, mày mua mấy cái cây về trồng nè. Em mua về trồng xuống. Mà không biết ngon không biết hết, ngon không biết. Không, chị cắt cái này ra. Bự. Ngon không biết. Con cũng thích mấy cái ớt nhỏ dài à. Hả, ướt mà mình ướt ăn nhả mẹ. Nè mấy cái cây chuối này mình cũng có thể mua về mình trồng nè. Cây này cây gì ta? Bích á. Thôi chay kìa. Chú Dũng với ba là không có đi vô chợ rồi phải không? Dũng với ba đi đâu rồi? Nha. Đây nè. Có mấy cái cây nè. Đây là để mua về trồng. Nói chung mà nhìn sơ sơ thì rau, củ quả, tất cả mọi thứ cũng giống như những cái chợ khác. Con mới vừa làm gì vậy? Đó là vậy đó. Hai người mà nắm là nó làm vậy đó. Thôi được rồi. Xuống thăm thử cái quầy hải sản người ta có gì. Ồ, cái này là tôm nè. Tôm người ta lột sẵn ra rồi. Rồi này kia cái người ta bỏ vô trong đá. Ồ, xuống cái quầy này lạnh. Ừ, quá lạnh. Để coi đây có bán cái nhum biển không? Sea urchin không? Bên quầy này nè. Wow, có bán quá trời tôm luôn nè. Tôm có đầu, tôm không đầu, tôm lột rồi, tôm chưa lột nè mọi người. Đây. Cá nè, bạch tuộc nè. Sống nè. Có bán tôm hùm nè. Tôm hùm ở đây giá cũng bằng tôm hùm ở bên Michigan nè. 9.99 bên Michigan của Ngọc Táo, 9.88 cũng gần giống vậy đó. Cho 450 gram. Ôi, nguyên một thùng cua luôn kìa. Wow. Cua nè, 7 đồng một phao. Wow. Cá nè, cá người ta để quá trời nè. Mình muốn cái mình lại mình cứ gấp thôi. Ăn đi, bán
tươi chứ. Nhiều quá mẹ ha. Tươi quá trời tươi. Quá trời đã luôn. Con cá đó nó con cá này là cá. Cá này Ngọc nói cá này là cá bông lau đúng không mọi người? Mọi người nhìn coi, nhìn cá này phải cá bông lau không? Hay là cá này là cá trê? Không phải cá trê, cũng phải cá bông lau. Ở Mỹ mình đâu có. Thì đó catfish này nè, con nhìn con nghe nói là cá trê không? Thì con lại coi đây coi có bán sea urchin không? Ở đây cũng có bán thịt để ướp đây nè, ngon không? Thịt này cũng ngon nè, wagyu slice nè, cái này cũng ngon nè. Ồ cái này về nấu lẩu ăn đã lắm nè mẹ nè. Cái này cũng ngon nữa nè. Wagyu để ăn sabu sabu. Đúng rồi. Ui lạnh quá. Đây là những cái bánh mà người ta làm sẵn. Đây nè, đây có cái thịt chân giò nè. Thịt chân giò hầm thảo mộc nè. Ồ, hai loại thịt này khác nhau chỗ nào ta? Cái thịt này mới đúng nè. Thịt này mới đúng nè, còn thịt này chắc là thịt chiên quá hả? Này, cái này là giò nè, còn cái này là chân gà nè. Cái này là màng thầu phải không? Dumpling không? Dumpling, cá chảo. Ta để nguyên cái bàn này, người ta nấu xong ta để ở đây để mình đi chợ mình mua. Đó, kimbap, kimchi kimbap. Steam corn nè. Mấy cái con này là giống như mấy con còng á các bạn. Baby crab nè. Hay quá ha, ở đâu mà con còng này đâu kiếm ra hay vậy ta. Đây, cái này thịt gà chiên nè, gà chiên này chắc ngon à nha. Mua gà chiên này về ăn thật anh ha. Nó cũng không có được giòn gì mấy. Rồi ở đây thì bán thịt, chỗ này thì bán thịt. Thịt nó thịt sắc đã ghê mà. Nhìn ngon dễ sợ. Đây là bánh gạo nè. Bánh gạo nè, còn cái này là cá nè. Cá người ta chiên. Đây phái đoàn đi chợ đây. Trời ơi con chay cô chú ơi. Nó làm cái gì nó cũng làm được. ngủ luôn rồi. Đây là mấy cái con mực nè. Mực này cũng được nè, mực này cũng có lý nè. Mua mực này nè. Lấy đi. Ăn chân gà không hợp, chân gà không? Chân gà cay á hả? Cho thử cả đi hả? Này kim chi rồi tất cả mọi thứ rong biển cũng có đầy đủ. Lạnh đó mẹ, con cũng lạnh nữa. Quá lạnh luôn. Mua thử dĩa còng này về ăn thử coi ngon không? Nào giờ con không có ăn. Nào giờ con chưa có ăn cái con này ở bên đây người ta làm. Phải thì mấy cái đó hả? Nhậu cho mình. Rồi bây giờ về tới nhà rồi đây mọi người. Ủa? Về đâu? Ồ, đi anh xe ha con. Về cũng gần mẹ ha. Quá gần luôn. Hồi nãy đi á thì thấy nó xa. Về gần. Đi chợ Hàn Quốc cả anh. Dạ. Hàn Quốc mua được cái này. Như là thêm một chút xíu đồ ăn nữa thì về tối nay mình liên hoan. Liên hoan ha. Liên hoan. Rồi Ngọc cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye, chào cả nhà.